đúng không? Vườn chủ thì được 3 sao. Dạ. Nhà thì 100 mét vuông. Wow. Thì bây giờ mà cô nào mà hợp thì về là chủ sẽ coi như là cắt cho một cái nền nhà và một sao đất. Oh. Sang tên cho luôn. Còn lại 2 sao nữa thì làm của chung. Kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Thì hôm trước thì chú Thọ đến từ Lâm Đồng, Đà Lạt có chia sẻ trên chương trình muốn tìm kiếm một nửa yêu thương. Thì anh em cũng có truyền tải. Thì hôm nay cũng có cô ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Thì anh em mình sẽ tạo điều kiện để ghép nối cho cô chú tìm hiểu nhau. Thì liệu cô chú có đến được với nhau hay không? Thì xin mời mọi người cùng đón xem sau ít phút. Thì trước khi vào câu chuyện cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi, thì hãy liên hệ với anh em qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Bây giờ xin mời mọi người lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay. Rồi thay mặt anh em xin chào cô chú nhé. Yeah. Trước hết chú nhà trai giới thiệu chút xíu nào. Dành riêng cho người phụ nữ nói trước. Rồi, anh nói trước đi. À, anh ở trước hả? Dạ. Rồi, nhất trí. Không, anh tôn trọng phụ nữ mà. Dạ, dạ, nói trước đi. Thôi, cô nói đi. Anh nói. À, bây giờ là trước tiên là chào đội mảnh ghép yêu thương Đức Tuấn. Hay nữa là chào các anh các chị trên cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Thì tôi xin giới thiệu về có những cái bản thân của tôi ấy, là tôi tên là Nguyễn Xuân Thọ, sinh năm 1957. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Đến từ Lâm Đồng. Dạ, chú nói rồi. Rồi, tình trạng nhanh gia đình sau rồi chú chia sẻ cho cô biết luôn. Rồi, bây giờ là về tài sản thì chẳng có gì đâu. Nhưng mà bây giờ chỉ được có 3 sao vườn. Dạ. Rồi một ngôi nhà cấp 4. Đấy. Vợ, ngay dưới thiếu thế trước. Vợ là chết được 4-5 năm nay rồi. Đấy là cùng nói thật với em là vắng đàn bà. Vắng đàn bà là 4 năm nay rồi. Bây giờ rất muốn lấy vợ. Nhưng mà biết lấy ai bây giờ. Thế bây giờ là ai mà lấy ấy, thì về coi như cắt cho một sổ vườn, làm cho một bóng nhà sang tên luôn. Quá tuyệt. Đó là cái nhất. Cái thứ hai nữa, cái thứ ba nữa là thì đưa lên hàng đầu trong buổi chiều hôm nay. Đến đấy thì cùng báo cáo với đội cùng 3 nhóm 7 nhóm đấy. Nhưng mà cái mình đến đấy cho riêng mình là mình phải đến. Không có sự cái chuyện cười chê. Đấy, mình đến là bản thân. Mà đến đấy là đã tìm hiểu được 50% với đối tác. Đấy. Chứ còn mình chỉ biết lấy ai chứ biết được 50%. Đấy. Đó. Chứ bây giờ ví dụ là không lấy nhau thôi, lấy nhau trước tiên là sự tôn trọng nhau, rồi thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, rồi lắng nghe và thấu hiểu. Đấy. Đó, vậy cô tiếp chia sẻ về gia cảnh gia đình mình phía xíu cho chú biết đi. Cô tên là Mai Thị Hồng Châu, cô 58 tuổi, nhà cô ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Hôn nhân của cô vì vợ chồng không còn tiếng nói chung, tụi cô chia tay. Rồi bây giờ cô sống với con gái út. Rồi cô buôn bán ở bên quán. Rồi bây giờ em cũng có coi cái clip của anh. Em nhìn thấy cái clip của anh em cũng thấy là anh chia sẻ chân thật nên em cũng muốn kết nối cùng anh. Đó, em là cũng là người buôn bán chứ cũng không phải là người lao động thôi. Đó. Em buôn bán cái gì? Hồi xưa thì em buôn bán cá, còn bây giờ em ở nhà em mở quán cà phê giống vậy nè. Em mướn mặt bằng của nhà bà chị gái em bán. Cứ lách tách bán ngày qua ngày vậy thôi. Tại vì mình không muốn làm gánh nặng cho con, em có 3 đứa con gái. Mà con em lập gia đình hết rồi, còn nhà em thì bây giờ em để cho con gái út em nó ở. Đó, thì em vào quán em bán. Nó có cái đấy, bây giờ ví dụ em nói vậy là anh hiểu hết về tâm tư nguyện vọng của em rồi. Dạ. Thì bây giờ là về già. Bây dạ. giờ ta nói đến bây giờ đang hiện tại. Dạ. Những khi về già thì bây giờ là anh lại ôm em về đến coi như là trong rừng núi hoặc là coi như là anh ở đấy thì coi như là con cái nó mới nói thế bây giờ thì thấy mẹ như mẹ cũng yếu rồi, thấy giường cũng yếu rồi. À, thế cái giường về chủ cũ mẹ nhà con nuôi, đó là cái mình vừa nói được.
là cái rất là nguy hiểm, anh nói thật nguy hiểm. Cái đó mình rất mình làm sao quá như là mình mổ xẻ được cái đó ra thì bắt đầu mình đến được với nhau chứ. Dạ. Chứ cái đó là bây giờ thế này rất đơn giản, bây giờ chẳng hạn như bây giờ anh đến với em một vài ba năm đi chứ sao, nhưng càng ngày càng yếu, càng ngày yếu. Thì có cái thấy giường cũng yếu, cái mềm yếu rồi á, thì không thể nào lo cho nhau được nữa. Ví dụ vậy rồi bây giờ là mẹ nhà có là nhà con nuôi thì giường ấy có nhà có cửa đến giường về, đó là một cái sự rất là nguy hại đấy. Mình phải lương được, đúng rồi, phải lương chứ, phải lương được chứ. Khi đã cái tuổi này rồi á là không thiếu gì nữa rồi, đắng cay đủ rồi. Thì bây giờ có sao mình nói thẳng cái đôi để đôi biết, mà anh cũng nói để cho em có hướng. Trước này bây giờ mình ở nhà trọ, anh cũng đau vậy chứ bệnh tật thì không tư một ai, kể cả mới để lọt lắm mà bệnh bệnh. Dạ. Không tư một ai, nhưng khi bệnh rồi á, năm nhà trọ, năm nhà trọ, thế năm nhà trọ thì cũng có làm ra gì cả, đứng ổn đâu, thì coi như cuối cùng thì làm thì không đủ sống. Thì bây giờ thì nhà trọ bảo thôi bây giờ là thôi ông ổn yếu thì coi như là hai ông bà là chuyển đi chỗ khác, đó là gì vậy, đó là một cái đó. Mình phải mổ xẻ cả cái đoàn đó cho nó kỹ thì mình mới đến được với nhau. Vậy anh em thật, chứ có khi anh biết em thương anh đấy. Em thương hại, em thấy cái sự chân tình của anh nói với cái đôi mảnh ghép với nước chuẩn á, em mới hợp. Nhưng đó là mặt nổi, phân nổi, còn phân chim là anh mới nói với em xong. Đấy em thì sao đấy, theo anh nói vậy thì em nói anh nghe xem thì cái lý giải đó. Đúng rồi, anh nói vậy là quá đúng rồi. Ý là anh nói là tự nhiên như bây giờ anh đưa em về trên đó thì ở vùng sâu vùng xa đúng không? Rồi mà biết em có chịu theo anh không? Còn nếu anh về dưới đây thì sợ con cái em này kia nọ, rồi mình già cả ốm yếu bệnh tật đúng không? Đấy. Nhưng cái chuyện đó mà nếu mà mình đã quyết định đến với nhau thì những cái chuyện đó mình phải chia sẻ hết. À không, cái việc anh chia sẻ với con cái là anh có cái đặc biệt rất tài. Dạ. Nó hiểu, nhưng nó hiểu bây giờ, nhưng đến khi bây giờ mình ra là rồi thì nó lại khác. Rất khác em ơi, con người ta mà. Dạ. Chỉ có người vợ thôi. À, người vợ thôi. Đó. Nó toàn vẹn thôi. Đó. Em nên nhớ một điều này, anh xin đời nói một chút nhé. Dạ. Anh nói với em này, có khi là bây giờ con gái em nó có con, em ổn đau nằm xuống, nó thương mẹ, thì nó bệnh, nó bảo con xúc chảo cho ngoài ăn. À, thế nó vừa 5-7 tuổi nó vào xúc chảo ngoài, thì năm chồng ngựa thế này rồi, dày cũng dày được, ngựa được, xúc chảo ăn đổ mồm ngoài thì không đổ, đổ nước cổ. Thế ngoài mới thấy ngựa ngáy, ngoài chừng. Ngoài chị mày bảo sao vậy, thế nên mày lấy khăn lau cho bà cho ngoài, thế là chạy lấy cái bụi lau bàn này trông cái trở thành một chút nữa thành một cái bình đá đấy. Rồi bắt đầu là càng chửi, thế là ngày mai mà mẹ có bảo cho ngoài ăn nó không cho này, thấy bà ngoài chửi không cho này, thì bình tình thì chưa chết mà chỉ thèm chuyện khác là chỗ đấy em. Anh nói với em phân tích em chứ kỳ từ nay thì anh cũng phân tích em là hiểu rồi thôi, nhưng mà mình nói cũng thưa. Bây giờ trước hết thì cô chú tìm hiểu với tính cách đi. Đó, anh nói rồi chứ em, cái hướng của em thế nào em lại nghe cái hướng á. Hoặc là anh nói thế này chưa phải nữa, anh nói cái này không có này, phải em mới em nói, giờ chia sẻ mà, tôi nói thằng không biết nói gì trời. À không, nhưng cái này là mình phải nói thôi chứ, nói bây giờ em đang biết nói á, mà khi em nói ra sai anh không biết. Em nói đúng anh biết, anh có cái đặc biệt tai vậy. À. Em nói sao anh biết, em nói đúng anh biết đấy. Thế em nói em biết em nói, em chỉ hở ra mấy câu cái ý em thế nào á, là anh phải xấu chuỗi lại là anh biết đấy. Tóm tắt nói nhiều đó thôi. Đừng quay đi. Tóm tắt thì nói cho anh nghe đi chứ. Thôi được rồi, nói vậy được rồi. Câu hỏi là bây giờ chú sao, có uống rượu không? À bây giờ mà nói trên khoản đó là tính tình chú có nóng tính gì không cho cô biết. Không, tính tình á là người lành là như thế này, cũng báo cáo với đội đã ở trong cái môi trường quân đội á là phải học coi như là bốn lời của Hồ Chủ tịch á, là thế này này. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình, Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Suy nghĩ trước lúc cầm bút. Suy nghĩ trước lúc cầm bút. À. Cẩn thận trước khi nói. Sáng suốt lúc nguy nan.
bình tĩnh ôn hòa khi tức giận là anh đạt được cái điều đó. Dạ. Ủa thì bây giờ cô cần một người đàn ông như thế nào, cô có thể chia sẻ để xem chú đã ứng được không? Người đàn ông của cô cần đúng rồi, hả? Một người chồng tương lai của mình. Người chồng tương lai của cô hả? Cô mong người đó được yêu thương cô nhiều, nhưng mà đừng có hút thuốc. Cô là không chịu nổi hút thuốc, thật sự. Hút thuốc à? Rồi chú làm sao? Thì bây giờ là nếu có thể, nếu mà khi mà đã điện được với nhau rồi á, thì mình bỏ từ từ. Chứ bây giờ bỏ ngắt cái gái ấy như cô không có lòng, chứ không nổi chuyện một chút lá. Đúng rồi. Thời gian chứ. Còn còn nhiều gì, điều gì khác không? Điều gì, điều gì khác là... Điều gì khác không? Không, cô không cần gì là không buồn. Chỉ cần cô chỉ cần một người thật lòng yêu thương mình vậy thôi. Như đó là đủ rồi. Thì yêu thương thì như anh ở lúc này rồi đấy. Thì bây giờ tưởng của em lại là như anh vừa đề xuất ra như vậy, thì em còn hướng giải quyết thế nào để nói cho anh nghe chứ. Thôi em nói vô đó được rồi. À, không, anh cũng chưa hiểu được cái đoàn thương. Cô hỏi, à, chú hỏi đi. Chứ hỏi thôi đấy, hỏi đây bây giờ không biết nói gì hết á. Chỗ đúng không thắc mắc đứa này, bây giờ mình cũng phải trẻ nữa. Bây giờ là biết hiện tại bây giờ là cô này là cô thương chủ tuyệt đối. Rồi. Nhưng trong tương lai, thì bây giờ khi về già rồi, á, chủ yếu rồi, cô cũng yếu rồi, không thể giúp đỡ được cho nhau. Yeah. À, thì bây giờ con cái nó giúp đỡ là giúp cả hai người thì nó không giúp được. Thế nó bảo thôi bây giờ chú về có nhà của cửa đến Lộc Bảo và đến Bảo Lộc của chú ở. Con mẹ cháu đây để cháu nuôi. Rồi. Thế lúc đó là hành đặng cái vô cùng đêm mà. Anh ơi. Nhưng mình có gia đình thì mình phải theo chồng chứ mình ở nhà với con làm gì? Chú mà. Đó. Nè để cô nói con nghe đó. Cái đó cũng phải nói đó chứ. Mình có gia đình mình phải theo chồng vậy để mình lo cho dân cho nhau chứ còn con thì nó đã xong yên êm bề gia thất hết rồi. Bây giờ thì mình chú cũng... đất nhà chú cũng nhiều đấy. Thì chú có bạn cho người rằng là cô chú có nguyện vọng á, tâm tư của chú á là cô chú mà hợp với ai thì chú sẽ tặng cho một cái nền nhà, vâng, một sao đất là sang tên luôn. Thì đó là chú chia sẻ như vậy thì, vâng, để cho các chị nói chung là cái tâm tư nguyện vọng của chú như vậy, chú không có con cái gì hết á. Cô thấy sao? Thì cô thấy cái chương trình này á, là thấy chú không có con cái nên mình cũng sợ cái cảnh là con riêng con chung nên là cô mới thấy vậy. Cô mới nói là anh không có con riêng á, thì mình cũng đỡ một chút, tại vì cũng nhiều khi có con một chút chuyện này chuyện kia ưa xảy ra nên cô cũng ấy. Cô mới coi cái clip cô thấy cô mới gọi cho tụi em đó. Rồi. Vậy thôi. Bây giờ chú có điều gì muốn hỏi cô nữa không? Thì bây giờ là hỏi thì hỏi chắc đó là đã đủ cho chú rồi. Đủ rồi. À, đủ cho chú rồi. Cô có điều gì có hỏi chú không? Không. Là xong rồi ha. Ừ. Rồi từ từ. Tuổi khác với nhau con. Em thì em tuổi ngọ, em bính ngọ, em 58 tuổi. Rồi. Thế thì hôm nay cô chú đến với nhau thì cũng là một cái duyên. Thì tại vì là chú cũng lên chương trình rồi, thì hôm nay cô hẹn với chú thì để tìm hiểu. Thì cũng cởi mở văn minh lịch sự, nếu đến được với nhau là điểm tốt. Còn nếu mà không đến được với nhau thì là mình làm bạn trong sự văn minh. Cô chú đồng ý không? Rồi. Mình đồng ý nhá. Văn minh lịch sự thôi, không có gì hết. Không phải có nghĩa ngồi đây là mình đến được với nhau. Chưa hẳn là như vậy. Nhá cô nhá. À, chú nhá. Thế là mình cứ tìm hiểu trong sự văn minh. Nếu mà ai cảm thấy cô chú hợp thì người ta vẫn có quyền đến với cô chú tìm hiểu nhau. Khi nào mà chương trình trả lời là chú có người yêu thương rồi, cô có người rồi thì tụi con ngưng. Còn không thì cứ tiếp tục tìm hiểu nhau, mình có nhiều cơ hội mà. Thì hôm nay lên đây thì cô chú có đồng ý cam kết tất cả những điều mình nói là đúng không? Đúng, rồi cô chú có đồng ý cho mọi người chia sẻ hình ảnh video của mình lên trên mạng xã hội và cam kết là không gỡ xuống thì chú đồng ý không? Cô đồng ý không? Có. Rồi cô đồng ý ha. Rồi cảm ơn cô chú rất là nhiều. Thì hôm nay lên chương trình thì anh em tụi con thì cũng xin chúc cho cô chú trước hết là luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Cái điều quan trọng nữa là sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Nhá. Thì cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình, anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Mọi người đừng quên để lại những lời bình luận góp ý ở phía dưới video này, nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào.